98 để chú Tuyến sử dụng tạm và cũng như là mang cái phiên bản IS-2100 về. Tranh thủ trong lúc buổi trưa, anh em bên chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trong video ngày hôm nay không phải là video giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về những chiếc ghế massage nội địa Nhật, cũng không phải là vệ sinh những cái chiếc ghế để mang đi giao hàng, mà trong clip ngày hôm nay đó chính là vệ sinh cái chiếc ghế EPMA98 của thương hiệu Panasonic mang tới cho chú Tuyến ở Cầu Giấy, Hà Nội làm công tác trong cái việc bảo hành. Và trong thời gian vừa qua thì chú Tuyến có lấy cái chiếc AS2100 phiên bản mới tinh nguyên thùng của Ngọc Gia Ban. Và đối với đồ điện tử thì chúng ta không thể khẳng định được nó là những cái dòng tốt cho dù là đồ mới hay là phiên bản đã qua sử dụng, bởi vì nó đều có những cái rủi ro cũng như là về cái lô hàng, đặc biệt là trong cái quá trình vận chuyển từ bên Nhật Bản về. Và cho dù là những cái chiếc ghế để giao cho khách hàng hay là những cái chiếc ghế mà Ngọc Gia Ban mang đi bảo hành thì đều được vệ sinh kỹ lưỡng trước khi là mang tới để giao cũng như là mang tới để đổi cho khách hàng trong cái quá trình mang cái phiên bản IS-2100 về để có thể là xử lý cho chú Tuyến, sau đó là đưa cho chú phiên bản EPMA98 để chú có thể là sử dụng tạm thời trong cái quá trình mà bên kỹ thuật của Ngọc Gia Ban khắc phục và xử lý. Sau khi mà khắc phục và xử lý xong thì sẽ mang phiên bản IS-2100 tới để lắp đặt lại đúng vị trí cho chú, cũng như là mang cái phiên bản EPMA98 về. Và sau khi vệ sinh xong thì chiếc EPMA98 đã được đặt lên chiếc xe mập nợn mà hàng ngày Ngọc Gia Ban vẫn di chuyển để tham gia trong cái quá trình công tác bảo hành và vệ sinh. Và bắt đầu cuộc di chuyển từ cơ sở số 3 ở thành phố Hưng Yên tới nhà chú Tuyến ở tại Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay lúc này thì đội bảo hành bên kỹ thuật của Ngọc Gia Ban đang di chuyển trên đường cao tốc hướng về phía nhà chú Tuyến. Và ngay sau đây thì các bạn sẽ cùng quan sát với Ngọc Gia Ban về cái cách anh em nhân viên bên bảo hành đổi cho chú cái chiếc ghế MA98 để chú Tuyến sử dụng tạm và cũng như là mang cái phiên bản IS-2100 về. Tranh thủ trong lúc buổi trưa, anh em bên đội bảo hành của Ngọc Gia Ban sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức cũng như là tạo cái nguồn năng lượng mới. Thì đây chính là những bữa cơm trưa vội với những cái suất cơm hộp và cũng như là những trái hoa quả để anh em có đủ nguồn năng lượng và mang cái chiếc ghế EPMA98 tới để đổi cho chú Tuyến, cũng như là sau khi ăn xong thì sẽ tranh thủ nghỉ trưa và tiếp tục xuất phát. Sau quá trình nghỉ trưa cũng như là ăn uống xong để tái tạo năng lượng thì ngay lúc này đội kỹ thuật của Ngọc Gia Ban anh em đã chuẩn bị tới ngõ nhà chú Tuyến để có thể mang cái phiên bản EPMA98 đổi cho chú cũng như là mang chiếc IS-2100 về để xử lý. Ngay sau đây thì các bạn sẽ cùng xem về cái cuộc hành trình của đội kỹ thuật Ngọc Gia Ban bảo hành ngay tại nhà khách hàng. Chiếc ghế IS-2100 của chú Tuyến sẽ được anh em bên bộ phận bảo hành vận chuyển từ tầng 3 xuống tới tầng 1. Cũng như là sau khi chuyển xong chiếc IS-2100 xuống, sẽ tiếp tục đưa chiếc EPMA98 lên. Và với tổng trọng lượng của mỗi chiếc ghế sẽ rơi vào gần 100kg. Nhưng đây đó chính là cái dịch vụ bảo hành ngay tại nhà khách hàng. Dù có vất vả nhưng anh em vẫn sẽ phải cố gắng để thực hiện sao cho đúng như lời về cái chính sách bảo hành cũng như là chế độ hậu mãi. Đặc biệt với chú Tuyến là một trong những khách hàng rất là tin tưởng của Ngọc Gia Ban, chú đã lặn lội từ Cầu Giấy, Hà Nội xuống tới trực tiếp cơ sở số 3 của Ngọc Gia Ban ở thành phố Hưng Yên, lựa chọn những cái phiên bản ghế massage nội địa Nhật để làm cái món quà chăm sóc sức khỏe. Và ngay sau đây thì các bạn sẽ cùng theo dõi đó chính là cái quá trình mà bộ phận bảo hành của Ngọc Gia Ban
vận chuyển chiếc AS2100 xuống với 3 tầng cũng như là đưa chiếc EPMA98 lên. Ok, rồi. Nào, từ. Nào. Ok.